Quý khán thính giả vẫn đang theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi. Sau đây là những tin liên quan đến Denver. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến. Số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiepyen.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. Thưa quý vị, có 4 vấn đề liên quan đến dự án ngân sách 38,5 tỷ Mỹ Kim của Colorado. Các nhà lập pháp Colorado gửi dự án ngân sách hàng năm của họ đến văn phòng thống đốc Jared Polis, người sẽ quyết định việc chi tiêu của tiểu bang cho năm tài chính tiếp theo và ngân sách sẽ tăng dần trong nhiều năm tới. Đề nghị khoảng 38,5 tỷ Mỹ Kim, gia tăng thêm 1,2 tỷ Mỹ Kim cho quỹ chung để tài trợ các hoạt động và chương trình của chính quyền tiểu bang. Các nhà lập pháp trong Ủy ban Ngân sách chung soạn thảo, tài liệu và thông qua Đại hội đồng mô tả nỗ lực của họ là 5 chịu trách nhiệm thực hiện. Sau khi liên tục sử dụng ngân sách liên bang nhằm thúc đẩy những chủ đề chính như môi trường, giáo dục và nhà ở giá rẻ. Thượng nghị sĩ Dân chủ Rachel Zinziger, Chủ tịch Ủy ban Ngân sách chung thông báo rằng họ đang mang lại lợi ích cho các gia đình Colorado bằng cách đầu tư kỷ lục vào giáo dục từ mẫu giáo đến lớp 12, hỗ trợ nhân viên y tế tạo ra các cộng đồng an toàn hơn, trong khi vẫn giữ cho tiểu bang có nền tảng tài chính vững chắc. Và họ cũng muốn có một ngân sách cân bằng để tài trợ cơ sở hạ tầng, để đáp ứng nghĩa vụ đối với các gia đình cũng như cộng đồng, giúp cho mọi người có những điều họ cần để thay đổi hoàn cảnh sống. Tin tiếp theo, một người đàn ông bị bắn chết tại công viên Park and Ride. Nhà cảnh sát quận Jefferson cho biết, cuối tuần qua, nhân viên của họ kiểm tra định kỳ công viên Woodley Mammoth Park and Ride ở ngoài quốc lộ 40 gần xa lộ liên bang 70 và đường Morrison thuộc phía nam Golden, đã nhìn thấy chiếc xe RV ở đó, trong khi cánh cửa mở. Họ vào bên trong thấy ông Matthew Hire, 57 tuổi, bị bắn tử vong. Bất kỳ ai có thông tin về vụ nổ súng nói trên hay nhìn thấy những điều liên quan đến chiếc xe RV đậu trong bãi xe, hãy thông báo cho nha cảnh sát quận Jefferson và thông báo cho đơn vị Crime Stoppers. Những người đưa tin có quyền ẩn danh sẽ được nhận phần thưởng trị giá là 2.000 Mỹ Kim nếu thông tin của họ chính xác, giúp bắt giữ nghi can. Và tin nói về súng nhận dạng khuôn mặt sẽ làm giảm tử vong. Súng thông minh của Hoa Kỳ ban đầu chỉ là một dự án xuất hiện tại hội chợ khoa học trong trường của thiếu niên Kay Klopper ở quận Boulder. 10 năm sau, anh giới thiệu khẩu súng thông minh tại thị trường. Một vũ khí vượt qua sự bế tắc, kéo dài nhiều năm về chính trị và sản xuất đã ngăn cản việc sản xuất hàng loạt súng thông minh. Công ty BioFire của Kay Klopper có trụ sở tại Bloomfield thông báo như sau. Súng nhận dạng vân tay và khuôn mặt để bảo đảm chỉ những người có thẩm quyền mới được sử dụng súng. Mục đích của Clover là giảm thiểu tử vong và tai nạn về súng đạn, ngăn cản trẻ em lấy súng của cha mẹ. Vì khi nghiên cứu, anh biết rằng những vụ nổ súng vô tình và tự sát bằng súng xảy ra nhiều hơn so với số người tử vong trong các vụ nổ súng hàng loạt. Súng thông minh bán trên thị trường để làm vũ khí phòng thủ trong trường hợp khẩn cấp và đồng thời cũng đủ an toàn để ngăn chặn người khác không thể lấy nó. Vụ nổ súng ở rạp Park Aurora vào năm 2012 khiến cho Clover quan tâm. Vào thời điểm đó, anh mới là sinh viên năm thứ hai, lần đầu tiên nghiêm túc nghĩ về bạo lực súng đạn. Clover phát triển hơn 150 phiên bản nguyên mẫu của súng thông minh, gây quỹ, tuyển dụng nhân viên, học cách điều hành thương nghiệp. Anh đang học tại Học viện Công nghệ Massachusetts, nhưng đã bỏ học để điều hành công ty BioFire toàn thời gian. Và thưa quý vị, nhà hàng Quinos đầu tiên đóng cửa vì không nộp thuế. Thành phố Denver vừa đóng cửa nhà hàng Quinos, địa điểm khai trương đầu tiên vào năm 1981, ở số 1275 đường North Grand vì không nộp thuế. Thông báo dán trên cửa cho thấy chủ sở hữu đứng đằng sau số tiền thuế phải đóng đó là 12.341 Mỹ Kim
Và một thông báo khác ghi rằng 812 Mỹ Kim là thuế đặc quyền nghề nghiệp. Chủ sở hữu quán này đó là ông Dominic Mendoza, cũng là người có một số cửa hàng Quiznos ở nhiều địa điểm khác, bao gồm một cửa hàng mới được thiết kế tại Hobbs, New Mexico, dưới tên là công ty CF Lifestyle Investment. Trước đó, trong thời đại dịch, người được nhượng quyền sở hữu nhà hàng nói trên là ông Adam Steiner cho biết rằng nhà hàng gặp khó khăn vì doanh thu giảm 75% kể từ khi Sở Y tế Công cộng bắt buộc họ phải đóng cửa dịch vụ ăn uống trực tiếp, chỉ được bán to-go vào năm 2020 vì đại dịch COVID-19. Cửa hàng chỉ còn một vài người khách quen là các giám đốc điều hành, những công sở ở gần trung tâm thành phố Denver, nơi đã trở thành một thị trấn ma sau khi sắc lệnh ở trong nhà ban hành vào tháng 3, đóng cửa tất cả những cơ sở kinh doanh không cần thiết. Tin tiếp theo cho biết trường trung học MicroLife International yêu cầu phụ huynh tham gia bảo đảm an toàn cho học sinh. Chưa đầy một tháng sau khi một học sinh thuộc trường trung học X tử vong vì hai quan chức điều hành bị thương vì nổ súng. Hiệu trưởng Kurt Dennis của trường trung học cấp 2 MicroLife International đã gửi email cho phụ huynh. Nội dung ghi rằng, nhà trường muốn có người lớn túc trực ở bên ngoài cổng trường, thường xuyên kiểm tra để bảo đảm rằng cổng đã được khóa. Và họ cũng muốn có một người lớn ở lối vào chính để chào đón và kiểm tra ID của du khách theo hệ thống an ninh, trước khi họ được phép vào khuôn viên trường học. Hiệu trưởng Dennis cũng gửi kèm một mẫu đơn để phụ huynh ghi danh tình nguyện đảm trách những nhiệm vụ nói trên. Trao đổi với đài truyền hình Nine News, hiệu trưởng Dennis cũng cho rằng, hàng ngày ông phải phạt một học sinh bị cáo buộc tội danh cố ý giết người ở mức độ 1 và nổ súng bất hợp pháp. Ông hy vọng nhiều người tham gia để thực hiện tốt vấn đề an ninh trong suốt năm học này. Những phụ huynh giám sát và bảo vệ bên ngoài cổng trường sẽ mặc áo khoác màu vàng sáng để học sinh dễ dàng nhận biết họ. Trong năm học tới, trường trung học MicroLife International sẽ tuyển dụng thêm một nhà tâm lý học bán thời gian và họ sẽ đình chỉ việc bán áo hoodie như một phần trong đồng phục của học sinh. Bởi vì học sinh mặc áo có mũ trùm đầu rất khó nhận diện. Túi phía trước áo được dùng để những vật dụng mà các nhân viên bảo vệ không thể nhìn thấy. Thay đổi và bảo vệ an toàn cho học sinh là điều phụ huynh thuộc học khu Denver đang yêu cầu. Trong khi chờ đợi kế hoạch an toàn toàn diện của các học khu công lập Denver, trường trung học này cố gắng thực hiện an ninh theo cách mà họ đề nghị để phù hợp với yêu cầu về an toàn của các vị phụ huynh đối với con em của họ khi dẫn đến trường.